Cách để mua trái phiếu VIX trên điện thoại rất dễ. Đầu tiên bạn phải có một cái ứng dụng TC Invest của Techcom Security. Sau đó bạn vào phần thỏa thuận trái phiếu. Sau đó thì bạn sẽ tìm cái trái phiếu mình cần mua vào cái mục mã trái phiếu, nhập mã VIX nha. Sau đó bạn sẽ nhìn thấy một danh sách các cái trái phiếu VIX hiện ra. Bạn chọn tất cả. Sau đó bạn tìm kiếm. Nó sẽ ra danh sách các cái trái phiếu VIX, các bạn nhìn thấy không? Lãi 8%, 7.9, 7.5. Đó là các cái mức giá mà đang chào bán cho bạn. Bạn hãy chọn mức 8% để mua. Sau đó bạn hãy nhập cái số lượng mà bạn có thể mua được, tối thiểu là 10 trái phiếu các bạn nha. Cứ có bao nhiêu tiền thì các bạn mua đấy thôi. Sau đó bạn ấn đặt mua. Sau đó thì bạn ấn xác nhận. Sau đó bạn thực hiện ký hợp đồng mua nha. Tôi đã hiểu và đồng ý tất cả các cái nội dung trong quy định hợp đồng. Ấn đồng ý là xong. Bây giờ bạn muốn kiểm tra cái trái phiếu mình đã mua như thế nào vào phần sổ lệnh. Sau đó bạn vào cái mục trái phiếu nha. Bạn vào phần trái phiếu, mục thỏa thuận và nhìn thấy trái phiếu mình đã đặt mua nha.